Ngân vừa lên tới khẩu á, cái Ngân đậu trên đây Ngân làm thủ tục giấy tờ này, là 2 tư cũng mới vừa lên tới luôn. Bây giờ là Ngân có giấy rồi Ngân đi, cho nên là đẩy đồ qua chỗ. Nó cũng lòng chứ, đừng nhìn đỏ nó lòng. Đi chỗ chiếc nổi đó đi phải không? Ừ. Ừ. Bây giờ là cặp vô thảy đồ qua cho cha mẹ Ngân là xà lan Ngân đi luôn á. Con đã có thủ tục giấy tờ xong á. Đừng có bỏ vậy dập cái cải ở trong. Ừ. Hai ngàn tư kỳ này chở cũng nổi á, không có khẩm lắm. Ừ, mọi người thấy không, chiếc nào chở cũng khẩm mũi vậy đó. Khi mà mình chở hàng sang Campuchia là lúc nào cũng bị rồi em khẩm đó, mũi. Vậy, tôi đâu? Rồi em qua làm hay vậy? Đó ngon à? Vô lăng nó bỏ vô máy dầu này hả? Ủa vậy vậy cái máy xuồng hả? Bỏ máy dầu đi. Máy xuồng hả? Ừ. Ừ. Sao? Cái gì? Ừ, sao không? Không? À, còn bịch đồ của em nữa. Gì? Bịch đồ điện qua gì tư gửi cho em nữa. Có cái thùng điện nặng nặng á anh. Có không? Đâu có. Có. Từ cái đoạn sau cái thùng điện ấy nặng nặng là bỏ nhà đó, không có nặng. Vậy là đồ của em không à anh ơi. Rồi ghé vô thảy đồ qua nha. Ghé vô thảy đồ qua là đi luôn á. Dạ dạ. Dạ. Má mẹ mặc vừa mẹ mặc đi. Dạ dạ. Rồi rồi, con số công. Wow. Rồi luôn đó ngoài đây. Có dưỡng 6 phải không? Em chuẩn chết nhưng mà thôi đi chết đi cho chắc. Rồi rồi, ok. Để máu không? Dạ hả? Ghê trời. Rồi, rồi. Chứ chứ còn còn bịch đồ nữa để mẹ sợ bịch đồ. Cục đầy luôn lấy không? Lấy cục đầy nhỏ. Cục đầy nhỏ nè. Ờ, cục đầy được rồi. Cục đầy số công nữa. Thì lấy nào lấy luôn đi. Đưa nào lấy đó, cục đầy số công nặng không? Bên Campuchia rồi, mình không còn ở bên Việt Nam nữa mà mình đã qua vách Campuchia rồi. Bên đây á, xà lan này là xà lan của chở quặng sắt với lại cát. Trời ơi quá chừng. Ừ, cái này là thấy cát không à, quá chừng luôn cả nhà ơi. Đậu bích chịt không có đường chạy luôn nè, nhắc hết trơn luôn, đen thui luôn, xà lan đen thui luôn, giống như mà tổ ong vừa vẽ vậy á. Đậu lóng ở bên này, dắt mấy bên này là của thùng thuốc luôn à. Cái gì cam kia không ai dám làm. Ừ. Nhiều quá nhiều rồi, xà lan cát bữa nay lên Campuchia chở cát nhiều lắm. Dàm thì đậu 2-3 chiếc, 3-4 chiếc luôn. Cái này
này là đậu mỗi chiếc là thả cái neo, tại vì nước ở trên đây bây giờ nó cũng còn chảy mạnh đó. Rồi đang cá Campuchia. Nãy anh nói nó đi thẳng nó luôn á anh. Xà lan mình dài quá, đậu khoảng cách như thế này mình đâu có chẻ được. Ghe nhỏ nhỏ thì còn chẻ được, chứ xà lan là bó tay là hết chẻ được. Đậu khoảng cách gần quá. Tiên mình vẫn thấy bên Campuchia mà đậu cỏ này cát không nha cả nhà, không có thấy Xà Lan quặng. Hẹp lắm anh ơi. Hẹp quá. Sợ vướng cái neo quá. Dọn đi, để đi chút, chị ba thả chứ. Chị ba thả cái đó không nổi, chị ba thả cái kia. Thả cái quay cái đó, chị ba thả quay không nổi đâu. Nặng lắm. Thôi thôi, họ không có được. Thả đi, thả bỏ đó đi. Chứ chị ba là chị ba bỏ cái... Mấy đầu lên chuột đâu. Không nhúc nhích luôn, phải nhúc nhích thì cũng được. Này quay nó không nhúc nhích luôn mà.
bây giờ được một hàng khô, hai hàng khô, ba, bốn, được bốn chiếc xà lan hàng khô là hết luôn rồi đó. Không thấy xà lan hàng khô luôn mà. Bây giờ là hải quan đang siêu hầm hàng cho mình, siêu một cái siêu chì bự đó. Mới cắt khi xích thì vậy anh? Có sẵn chút. Lúc bông bông vốn có đi ca mấy khó bông tôi lăn cắt tập một mũi buôn chân bấy bông chị đại có giấy luôn vô như thế siêu một hơi hai chiếc luôn cái nhà xà lan 2400 bây giờ có giấy trước mình nè là 2400 qua tới luôn rồi nè siêu rồi lại đây chú tiền thủ dây sẵn nha, chịu dây sẵn đi lốn nha tiền. Xíu nữa. Xíu nữa, xíu nữa. Hả? Vậy được rồi, siêu luôn đi chú. Đây, siêu luôn đi. Mình đang ngay đó. Siêu nữa. Mình hai cái gặp không được. Kéo lên đây. Ôi. Tàu cao tốc này trên Nam Giang về nè. Ở bên Campuchia giờ mình đâu cần đi đường xe đâu, mình đi đường sông giống vậy nè. Nhanh tới lắm luôn. Hai cái 3300 tít. Tít máy vậy. Cái nào không được thì mấy lòn dây ha. Ừ. Hả? Em mới chở rồi. Rồi. Chở cái nữa. Bye bye đường 6 nha. Thôi từ từ không gấp. Dễ về đi trước con được. Sao mà đi trước con được. Rồi bây giờ mới vừa sụp tối á, là mình đã có thủ tục giấy tờ đi rồi nè. Đó, tối nay á mình sẽ bắt đầu một cái chuyến hành trình lên sang Campuchia. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi tới chỗ cảng container bên Campuchia rồi. Không có một cái chiếc xà lan công luôn á, cảng trống lỏng luôn cả nhà ơi. Rồi lần đầu tiên qua cảng công mà thấy trống vắng. Hai vợ chồng Ngân á chạy miệt mài luôn. Bây giờ là tới thành phố Long Bên, là đi tới đây phải thả lối quá chừng luôn cả nhà ơi. Nè nè đó, bây giờ là lưới ở trước đang chớp đèn á, chớp không biết chạy đâu luôn. Khỏi xong bốn mặt rồi, giờ là Ngân chuẩn bị qua cái cầu Trung Hoa. Ở bên Campuchia này khi mà mình đi vô thành phố Nam Giang rồi, ở trong này ha là đèn xíu nhiều luôn đó nhờ, quá trời đèn luôn, đèn mà hoa mắt không thấy đường chạy luôn. Bên đây thì kêu bằng bảy sắc cầu vồng, đèn nhiều màu, còn cái cầu của này bắt đèn sáng trưng luôn. Ở bên Campuchia thì nó cũng
lạnh lạnh giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Khi mà Ngân rời bến ngày hôm qua từ lúc 4 mấy 5 giờ á, Ngân đi tới 4 giờ sáng thì cũng không có lạnh lắm nha. Nhưng mà từ lúc 4 giờ sáng tới hiện tại bây giờ là gần 6 giờ sáng rồi thì trời nó hơi lạnh xíu. Tại vì buổi sáng thì có gió. Ngân có hỏi thăm mấy chiếc xà lan đang giao hàng ở trong cảng á, thì nghe nói là buổi sáng này á, ở dưới mình nó đang là nước lớn thì nước nó dội ngược lên á, cho nên là nước nó đỡ chảy hơn. Chứ mà đi buổi chiều với buổi trưa nước chảy mạnh lắm. Đó cũng là lý do mà hai vợ chồng Ngân ráng cài. Ở trong này thì cũng có mấy chiếc xà lan cát á. Đây một chiếc rồi ở phía trước một chiếc nữa. Hai chiếc xà lan cát. Xà lan cát người ta cũng đi nước buổi sáng luôn nè. Nước buổi sáng yếu yếu chảy không có quá mạnh. Ông xã Ngân chạy rất là gần bờ luôn. Kế trong bờ luôn. Trời trời sáng sáng xíu nữa có bắt đầu gắn ống sạch rửa xà lan mình giờ vô quá. Hiện tại bây giờ nước ở trên ngay chỗ biển hồ á đổ ra cũng còn mạnh lắm. Ở bên Campuchia này nước nó cũng còn cao á, ở dưới mình thì đã hết mùa nước lũ rồi, mình xả lúa lại bình thường rồi, nhưng mà trên đây thì nước ở trong biển hồ rút ra, ở bên đó người ta vẫn còn hứng cá linh á. Đây là những cái hàng đáy nè. Qua được một chiếc xà lan cát rồi. Hàng đáy này là một cái hàng đáy thứ hai. Ta gỡ ngoài dàm đi vô trong này là mình đã qua được hàng đáy thứ hai rồi đó. Từ đây vô tới trong cảng Sơn Thi chắc phải bà Mina bà đẻ rồi bà không giữ vậy chứ tối nó cũng chạy gần trước nó kiếm mình á, nhào lắm người nhé. Ông thuyền trưởng chạy từ tối giờ mặt vơ phờ. Mùa đông đây, cái màn này màn mùa đông nè. Mùa đông không lạnh. Thấy cái màn dày nhất của xà lan đem bên đây. Anh lấy cái màn mà cái màn chăn nó chắc ống lắm anh. Mùa đông không lạnh. Chạy lẹ. Trời ơi. Cái gì? Cái giò đi không được. Tê cái giò. Coi cái mặt. Sao giờ bị tê con mắt rồi. Cái mặt nó xe ke rồi. Đây con mắt của em. Em chạy cho. Em chạy cho. Giờ tay con mắt nó muốn nhắm không đâu, muốn mở. Chạy cho. Chuyện quá. Tới cái cầu nữa cái anh ơi, cái cầu. Không có ngay rồi, chạy được rồi. Tối con đi không dám chạy. Cầu con gà. Qua cầu nước nó ép nó chạy được. Thank you.
cái lưới hoành tráng ghê luôn nè. Cái này là hàng đái cá linh. Hiện tại là người ta đang tháo đái luôn. Đông vui vậy không? Cái này là 4 cái đái nè. Đái mà người ta dở, người ta dở cùng một lúc luôn á. Bây giờ ta đang đập lưới, cái này gọi là đập lưới. Trời ơi, hàng đái này kinh khủng đã ghê luôn nè. Nước bây giờ chảy mạnh lắm, chắc con nghĩ là cá linh nhiều lắm luôn á. Campuchia bây giờ là hết mùa nước lũ rồi. Giờ là chuyển sang mùa đánh bắt cá. Những cái tháng mà cá ở trên Campuchia sinh sản tầm khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì ở trên đây Campuchia người ta sẽ cấm, không có cho săn bắt. Bây giờ bắt đầu hoạt động lại công việc săn bắt rồi nè. Trời ơi, hồi sáng giờ lúc mà từ lúc mà xà lan ngân đi vô tới giờ ha, không biết bao nhiêu là tay lưới luôn á, nhiều kinh khủng luôn kìa. Bên sông đó một tay nó kìa, mà xa quá không biết mọi người thấy rõ không. Mà sớm giờ là ông xã ngân chạy giống như mà kêu bằng dễ gồng dễ gắn vậy đó, lủi qua bên đây lủi qua bên kia. Mấy cái tay này á, là người ta đặt sát ở trong trong bè luôn á, rồi thấy xà lan mình tới bắt đầu người ta kéo ngược ra nè. Ở trên cam này á, mình cứ canh mình chạy mình đâm thẳng ngay cái xuồng lưới á. Thì khi mà người ta thấy xà lan mình tới là bắt đầu tự động người ta sẽ kéo lưới ra, cái chờ cho xà lan mình qua là người ta kéo ngược vô trong bờ. Mình cứ chạy ngay cái xuồng lưới là tự động người ta né, chứ mình mà né né xuồng lưới là mình bay vô trong bờ luôn á. Đó, kế bên luôn nè, để sát bờ luôn. Thêm một tay lưới nữa. Những cái tay lưới ở bên Campuchia này á, rất là dài luôn. Tay này là thả hơn nửa cái sông rồi nè. Siêu dài, trời ơi, trên kia nhóc hết trơn luôn rồi kìa. Ở trước ngân có một chiếc xà lan nổi, người ta chạy ha, lạng qua bên đây, lạng qua bên kia. Ở sau mình cũng lạng theo luôn. Này là người ta thả suốt ngày vậy đó, chạy từ ở trên xong thả xuống. Không biết chạy đường nào á anh, không mắc vô rồi đó, anh đâm thẳng ngay xuống lưới. Tạo bơi vô nó bơi ra kìa. Nặng gì đâu, chạy có 1.000 à. Ủa em chở nhiêu nổi chứ à. Rồi đi thôi, thằng An bây giờ đã cập bến rồi.
Xà lan bây giờ đã cập bến rồi. Thôi chạy cho đã ra nhờ. Bây giờ là không có làm hàng thứ hai mới làm, bữa nay mới thứ sáu thôi. Mày chịu nổi không? Giờ gắn ống xịt rửa. Tám gì em vọng? Tám gì không?